Rồi, tiếp theo phần O này thì con ma mình đọc là ghost, không có god nè, ghost. Rồi, rope, dây thần đọc là rope, rope, chứ không phải là rope, đúng không? Rope. Rồi căng nhất là cái điện thoại nè, nó đọc là phone, đọc là phone. Ok, phone, phone, có chữ N phía sau cái lỗ mũi nó rung rung nữa, phone. Rồi, open, only, over. Đó, thì cái chữ O trong đây nó giống như chữ O trong chữ over, open, only, được chưa? Tiếp theo đọc là Joe wants to be alone. Lâu lâu nó là o o lone, alone chứ không phải là alone. Ok, không có cái lon nào ở đây hết. Rồi, he won't smoke, nên là không phải là smoke mà là smoke those cigarettes. I think it's going to snow tomorrow. Oh oh oh, thấy chưa? Đấy. Rồi đọc tiếp phần ear nha cả nhà. Hear, peer, clear, ear, irritation, irresponsible. Nó cứ ear vậy thôi chứ không có gì. Rồi, this beer is too clear. Ear, đó, hai ba lần lần đó. Bốn năm lần nha mọi người làm thử nha. He has a career as an engineer. She volunteered to work in Nigeria. Đó, vậy thôi. Xong tới phần I đọc là like. Không phải là like, no, no, like, cũng không chịu. Like, I, R, E, I. Cái chữ nó mỗi miệng lắm. I, like, find, quite, island. Cái chữ truyền thống bữa giờ chỉ như vậy, đúng không? Eyebrow, eyes. Rồi, I feel shy tonight. I feel shy tonight. Không phải tonight, tonight cũng không được. Tonight, tonight. He finally replied to me. He finally replied to me. They are fighting behind the school. They are there. Chữ they are đọc là there được mọi người. They are fighting behind the school. Hết rồi, sắp hết rồi. Vẫn out nữa. Cái đang phải là o hồi nãy này là out rất là khỏe thôi. Around mountain. Cứ out thoải mái cái miệng ra. Crowd. Out. Hour. Owl. Thì người ta nói là chữ cái chữ I will nó đọc giống chữ owl này phải không? No, phải nha. Kia là owl, cái này là thằng owl. Khác nha. There's a brown cow. I heard the sound. The sound of a mouse. Our teacher is Dan Howard. Đây là thầy mà mình rất là hâm mộ nha mọi người. Nguyên cái bộ tài liệu phát âm này là mình học từ của thầy Dan Howard ra đó.